những ngày chưa nhập ngũ, anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bồng mây, ở đây êm vắng người, còn ta với trời thời gian vào đêm rừng sao lãng đến hơi đang có quên tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát ra dần buồn trần gian với những u tư có mây đang dấu vẫn thương mình thương đời nhiều khi trong giấc mộng mỗi kêu tên em kêu chỉ một tên những ngày anh đi khỏi xin em chớ đi lạc buồn tình yêu lắm đầy nhân để đêm coi chút chính có mây thường khi vào tôi nhớ mây như cả người kính thưa các bác, ngày hôm nay thì bên em Tâm mới về thêm một lô hàng audio sách tay từ Nhật. Và trong lô hàng lần này về hàng thì bên em có hai chiếc ampli số. Và hai chiếc ampli này thì đã hết hàng tại Thanh Tâm khoảng 3 tháng nay. Một trong những model mà em đánh giá là chiếc ampli số hay nhất trong phân khúc trên dưới trên 10 triệu và dưới 20 triệu. Đây là chiếc ampli số Sony HS1, một trong những chiếc ampli tích hợp ổ cứng bên trong và hỗ trợ tích hợp khả năng giải mã tín hiệu từ Smart TV rất là hay. Ngoài cái khả năng là một chiếc ampli số ra, nó còn là một con DAC tuyệt vời để các bác có thể xuất DAC direct ra một hệ thống âm thanh lớn như hiện tại em Tâm đang kết nối. Con này thì hết hàng đã lâu, mức giá của máy hàng đẹp là 15 triệu. Và trong hai con máy ngày hôm nay em về hàng thì một trong hai con này em sẽ giao cho anh khách của em đã hỏi từ khá là lâu. Thực tế thì anh này thì đã và đang sử dụng chiếc ampli này và anh mua thêm, anh có nhu cầu mua thêm. Tại vì với những cái tính năng của HS1 nó mang lại cho người dùng một cái trải nghiệm nhạc số cực tuyệt vời. Và bên em thì rất nhiều những cái dòng ampli số hay trong cái khung giá từ 10 cho tới 20 triệu. Tuy nhiên HS1 vẫn là một trong những tượng đài về cái khả năng giải mã nhạc số cũng như cái sự thuận tiện để chúng ta khai thác khi mà sử dụng cho cái nhu cầu nghe hàng ngày. Và chiếc máy này về hàng thì thông tin là nguồn điện 100V vì là một bộ sản phẩm dành cho thị trường nội địa. Sony HS1 được tung ra thị trường vào những khoảng năm 2013 và đến thời điểm hiện tại con máy này vẫn chưa có một phiên bản nâng cấp mới hơn. Có nghĩa là cái thiết kế của nó, cái tính năng của nó, công năng của nó còn đang rất là phù hợp với cái thời điểm hiện tại mà Sony chưa tung ra bất kỳ một phiên bản thay thế nào. Và các bác có thể nhìn thấy ngoại hình của Sony HS1 nó cũng hơi hướng rất là công nghệ với một cái màn hình hiển thị cỡ lớn, một màn hình hiển thị để chúng ta có thể quan sát được mọi cái thông tin của ampli đang phát. Ví dụ như bên chiếc ampli này hiện tại em đang để không nhá. Em sẽ mở một bài hát để các bác có thể theo dõi này. Đây. Khi mà chúng ta chơi vào cái track chơi, có nghĩa là chơi vào bài hát ấy, thì nó sẽ hiển thị thông tin bài hát chúng ta với đầy đủ những cái thông tin về tên, album, rồi chất lượng tín hiệu giải mã, độ dài cũng như là những cái option thêm. Cả hai con máy này thì đều đẹp giống nhau cả. Em sẽ quay chi tiết để các bác có thể nắm bắt được hình thức của hai con máy này nhá. HS1 thì sẽ sở hữu một cái thiết kế mặt lưng ấy, sẽ được làm bằng nhôm phay xước và cái tấm nhôm phay này sẽ được trải dài từ mặt lưng cho tới cả mặt trước của máy nữa, không có một khớp nối, có nghĩa là sẽ được đúc liền. Còn phía sau của HS1 bản chất là một chiếc ampli, vì thế cho nên là không thể thiếu cầu công suất,
kết nối ra loa. Và trên HS1 chúng ta sẽ có cầu công suất là cầu rách bắp chuối. Tiếp tới là chúng ta sẽ có hệ thống đường vào của chế độ giải mã với hai đường optical và coaxial. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm những cái đường vào của analog in và một đường DA direct để kết nối xuống bộ âm thanh lớn. Và chúng ta sẽ có một cái quạt hút gió để tản nhiệt cái nhiệt năng bên trong khi mà ổ cứng hoạt động trong thời gian dài. Cả hai máy đều đẹp tuyệt vời và xuất sắc các bạn nhé. Mức giá của một máy là 15 triệu. Máy này thì các bác mua về kết nối loa cũng được, hoặc là làm DAC cũng được. Nguồn nhạc thì các bác có thể lấy trực tiếp bên trong của máy với cái dung lượng 500G. Và các bác có thể kết nối giải mã TV với đường quang học optical. Em quay nhanh clip này để gửi tới anh khách đang đợi hàng, cũng như gửi tới bạn nào đang tìm hiểu cho mình một chiếc ampli số kết hợp với hệ thống loa của nhà các bác đang sẵn có, cũng như là tìm một con DAC phù hợp. Nói chung các bác hình dung con này nó sẽ có hai tính năng trong một sản phẩm. Thực tế nó có thêm một cái tính năng nữa cơ, nhưng mà em nghĩ rằng sẽ có nhiều bác không sử dụng tới, đó là tính năng Nasceiver. Có nghĩa là bản chất con Sony HS1 này với cái nguồn nhạc ổ cứng bên trong, nó sẽ chia sẻ cái nguồn ổ cứng này cho tất cả các thiết bị đang cùng chung một hệ thống mạng với nó. Nghĩa là khi các bác sử dụng con HS1 này mà trong cái hệ thống mạng Wi-Fi và mạng LAN của các bác đang cắm thêm một con DAC có tính năng Music Server, thì con DAC kia sẽ đọc được toàn bộ cái nhạc ở bên trong con HS1 này. Con này chia sẻ nhạc cho những thiết bị khác. Đó, một tính năng nữa rất là hay. Cái này thì bác nào dùng đa hệ thống cũng như là dùng thêm những con DAC có tính năng Music Server thì với khai thác. Còn bình thường ấy, chúng ta sẽ khai thác chủ yếu đó là âm ly hoặc là DAC giải mã. Nay đã đi vào huyền lãng, trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang dâng cao vời, mà tình thương
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.